staff to make video. Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. À vâng ạ, để em gọi em gái em xuống lấy ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Ê, đã về rồi nha đi. Nên Thảo nó dậy chưa rồi.
chó hoặc con ngựa gọi là gì? Khuyển. Cảnh khuyển. Cảnh khuyển á. Ủa cái này làm sao vậy? Sao nó cứ rũ xuống thế? Bực mình ghê. Hôm mai là gì? Bạn đứng luôn. Tài biến. Thank you.
mọi người. Thế ơi, cái này làm thế nào để nó tự biết tiếng với con nhỉ? Chẳng có đâu. Sao toàn tự biết hoa thế? Hay vậy.
Nói chung là về Excel thì tao chẳng có một tí kiến thức nào. Quý đâu hết mấy cái con sò rồi. Sao còn có ba con? Cũng có cách nhiều lắm mà. Ủa? Ủa sao vậy? Ủa? Jellyfish. Coral reef. Thank you.
Còn trang Marshall. Mush. Mush. Thế chưa tổng hoàn phải đèo mày mãi xong mãi bên chúa. Ừ. Tìm cái mày. Thế thôi, tao bắt xe về. Không, các bạn à. Ừ. Kiếm quan đón tao mãi đấy đây. Ôi. Ôi. Sao? Các tội nói không sao. Cái gì ở đây luôn nha. Xa phít đúng không mẹ? Thế thì hôm qua nó mày ở chỗ nhà mới lên chứ? Nhà chú mày đái. Ừ. Thế mày bắt nó dặn đến mày đây đói. Để sao đi ăn? Không rồi lại đưa nó về. Tao bảo là để cái thả thì sao?
Tao cứ tưởng mày mày nó đang ở nhà chỗ tao thề mày luôn với hai mày bị điên mẹ rồi. Qua ta xui xong cái Thảo đó thì là tao về đi kia luôn. Chiều nó học. Hôm nào ăn thì chết ai đâu. Chứ không bảo thế. Nó nhiệt tình mày cũng rất là đồng ý được Thảo. Thảo mày nhìn mẹ rồi. Giờ lại đến bác nhau sao mình thấy chưa nắng rồi. Trời ơi, đúng là mai rồi. Đâu mày? Đâu? Tên nó đứng ở đâu? Mày đang ở một tư vấn có thầy không? Chuyện nó cũng nóng à? Nóng thì chịu chứ làm sao? Thôi không bị bật đâu. Không nóng. Đã ăn chưa? Đó không nấu giá hả? Đợi về nó. Đẹp phết nhỉ? Quá, thật sự đẹp quá, thề luôn ạ. Tí cho xử. Wow, sắp xếp đẹp đấy. Quán trứng không? Ừ. Sao quay ra này quán được trứng nhỉ? Ủa chưa được sắp hết rồi. Rau tôm đây. Rau tôm nấu với ruột bò.
đấy. Không quay à? Đang quay mà. Đây rồi. Máy này. Máy này để chụp. Máy kia để quay. Đá ngựa lên cụ tèo ấy. Tự vẽ không? Tự cắt à? Ừ. Đi ạ. Rau khoai lang này cho chú có được không nhỉ? Rau khoai lang này cho chín rồi đó. Chiêu. Mấy ngày nghỉ các bạn được chưa ăn gì đó, mọi làm chết được.
Đợi lấy đi em. Ôi chết rồi, làm nhanh quá mọi người ạ. Vừa chưa? Okay, I have done. I have finished making my video, and now I will think about the new idea for my next video. I will check my hands. Okay, I hope that you will enjoy my video, and don't forget to follow and subscribe to my channel to see my video. Bye bye.